hiện đại, nhộn nhịp và sầm uất. Các đô thị lớn là lựa chọn sinh sống và lập nghiệp của rất nhiều người. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bị áp lực về chất lượng không khí hay những nguy cơ tiềm ẩn không tốt cho sức khỏe. Vì thế, một không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên, nhất là được gần với biển, luôn là ước mơ của nhiều gia đình. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 1 giờ 30 phút di chuyển về phía đông nam, Bà Rịa Vũng Tàu từ lâu đã nổi tiếng là một trong những trung tâm du lịch biển thu hút khách của khu vực phía nam, điểm đến quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận vào mỗi dịp cuối tuần. Trong năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được những con số ấn tượng về du lịch với tổng lượng khách đạt gần 16 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 16,5 ngàn tỷ đồng, nằm trong top 10 các điểm du lịch đạt doanh thu lớn của cả nước. Xét riêng về thị trường khách nội địa, lượng khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn đứng đầu trong cơ cấu khách du lịch nội địa của Bà Rịa Vũng Tàu. Nổi lên như một điểm đến hấp dẫn và ấn tượng, biển Hồ Tràm chính là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe với hàng loạt các resort cũng như khu du lịch nổi tiếng đã đi vào hoạt động. Trong đó, Hồ Tràm Sanctuary được xem là một trong những khu biệt thự triệu đô đầu tiên tạo nên thương hiệu của khu vực Hồ Tràm. Ngoài ra, The Grand Hồ Tràm Strip là dự án tiên phong tại đây với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp ngay mặt tiền cung đường ven biển, trải dài từ thành phố Vũng Tàu tới Bình Châu. Chỉ trong ít phút, bạn và gia đình hoàn toàn có thể trải nghiệm những điểm vui chơi du lịch của tỉnh một cách nhanh chóng. 10 phút để đi đến các khu khách sạn hay resort cao cấp, 15 phút đến Hồ Cốc, Phước Hải, 20 phút đến biển Long Hải, 30 phút đến thành phố Bà Rịa, khu du lịch núi Dinh và khu bảo tồn suối nước nóng Bình Châu, 40 phút đến khu du lịch sinh thái văn hóa Hồ Mây và thành phố biển Vũng Tàu sôi động. Với những lợi thế vốn có tại khu vực Hồ Tràm, các chủ nhân của Hồ Tràm Complex được thừa hưởng vô số lợi ích tự nhiên của biển, đặc biệt tốt cho sức khỏe, nhất là khả năng chữa các bệnh hô hấp. Dự án bao gồm 7 block căn hộ cao 21 tầng và khu thương mại dịch vụ sầm uất nhất khu vực ngay mặt tiền cung đường ven biển. Ngôi nhà thứ hai này thân thuộc như chính tổ ấm của bạn, với thiết kế theo đúng gu chủ nhân cùng những tiện ích dịch vụ tốt nhất, mang tới trải nghiệm tuyệt vời trên cả một căn hộ nghỉ dưỡng truyền thống khác. Hồ Tràm Complex hội tụ chuỗi đại tiện ích đa dạng và đẳng cấp. Hệ thống hồ bơi nước mặn quanh năm thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, rộng 1.500 m², hồ bơi nước ngọt 1.500 m², nổi bật với phong cách đại dương. Ngoài ra, bạn còn được mãn nhãn với quảng trường nhạc nước rộng 1.800 m², xây trong vũ điệu của ánh sáng của nước cùng khúc biến tấu linh hoạt của âm nhạc và lễ hội đa sắc màu, ấn tượng cùng với tổ hợp clubhouse cao cấp sang trọng, khu thể dục thể thao đa năng, sân cỏ đa năng với quy mô lớn, night market sôi động về đêm, vườn thiền trên cao và hệ thống chăm sóc sức khỏe spa chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, nhờ nằm sát bên vùng biển nên thơ, tại Hồ Tràm Complex, mỗi ngày bạn và gia đình luôn được sống giữa thiên nhiên trong lành và ngắm nhìn màu xanh ngút ngàn của đại dương, giúp cải thiện sức khỏe, thư giãn tâm hồn. Hồ Tràm Complex, Healthy Life by the Sea.